Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 3, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lễ trao giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2017 và ngày đoàn viên cấp tỉnh. Thanh niên giao linh trên hành trình khởi nghiệp. Chống kỳ thị với người bị bệnh lao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lễ trao giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2017 và ngày đoàn viên cấp tỉnh. Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Các cấp bộ đoàn cần cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết tùy thực tiễn để góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh là một trong những nội dung quan trọng được đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh tại lễ trao giải lần này. Từ giới thiệu của các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức xét chọn 30 gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn 120.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Đó là những thanh niên vừa hăng say lao động sản xuất kinh doanh giỏi, vừa tạo việc làm cho thanh niên ở địa phương, là những chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vừa anh dũng can dạ, vừa huấn luyện tốt và tham gia nghiên cứu nhiều sáng kiến kỹ thuật được ứng dụng trong thực tiễn, là những học sinh đạt thành tích cao trong học tập hoặc những cán bộ đoàn đầy tâm huyết với phong trào. Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ thì có một bạn người dân tộc thiểu số, đó là bạn Chua. Thì hiện tại thì đời sống của bạn là vẫn còn khó khăn. Đoàn viên thanh niên thì đông nhưng mà cái tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên là chưa được cao. Vì vậy là thời gian qua thì bản thân tôi cũng đã tích cực nhiệt tình hăng hái trong công tác đoàn để bên cạnh đó thì để tập hợp đoàn kết thanh niên và tổ chức. Và không những thế thì bản thân con tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế địa phương, thì từ đó thì tạo công ăn việc làm cho đoàn viên thanh niên trong xã. Ban Thường vụ chi đoàn đồn biên Cơ Tung đã tổ chức triển khai lãnh đạo chi đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ chính trị bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc, phối hợp với các ban ngành đoàn thể của chính quyền địa phương, các chi đoàn ở địa phương tổ chức tốt các hoạt động như chương trình hải lam xuất biển, chương trình nâng bậc em đến trường và các tổ chức hoạt động thiết thực giúp xóa đói giảm nghèo ở trên địa bàn, thực hiện tốt để xây dựng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thì chúng tôi tham gia thường xuyên các cái chương trình hoạt động đoàn, đặc biệt là các chương trình khám chữa bệnh tình nguyện và các chương trình là trao quà cho các cái học bổng khó khăn ở vùng sâu vùng xa, rồi tham gia các hoạt động đoàn để giúp cho thanh niên vui khỏe lên mình. Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã hoan nghênh Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có sáng kiến tổ chức tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị và khen ngợi các gương mặt trẻ được tuyên dương tại buổi lễ. Đồng chí yêu cầu năm 2018 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Các cấp bộ đoàn cần cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết tùy thực tiễn để góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Các tổ chức đoàn thể cần thể hiện vai trò, trách nhiệm, tạo sân chơi bổ ích để đoàn viên tham gia vào hoạt động đoàn, đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng và xung kích tình nguyện trong thanh niên. Mỗi gương mặt trẻ tiêu biểu hôm nay cần phát huy vai trò tiên phong, đầu tàu trong việc đảm nhận những việc mới và việc khó. Chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh ta năm nay là năm doanh nghiệp. Vì vậy, các cấp bộ đoàn chú trọng công tác tập hợp, vận động đoàn viên công tác sinh sống các khu công nghiệp, doanh nghiệp, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập cơ sở đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước theo đề án phát triển tổ chức đảng và đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tích cực đề xuất các ý tưởng phát huy sáng kiến nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, sáng tạo trong lao động, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để các bạn trẻ khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tạo việc nhiều việc làm cho thanh niên. Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ngày đoàn viên quy mô cấp tỉnh với chủ đề tuổi trẻ sáng tạo. Đây là ngày hội lớn để đoàn viên thanh niên tăng cường các hoạt động giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, từ đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của đoàn và tạo sự lan tỏa về hình ảnh, uy tín của tổ chức đoàn trong tuổi trẻ và cộng đồng, thu hút và tập hợp ngày càng đông đảo thanh niên vào tổ chức đoàn, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh toàn diện. Công an tỉnh Quảng Trị và Sở Thông tin và Truyền thông vừa ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực thông tin truyền thông.
nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh với các loại tội phạm, lợi dụng hoạt động thông tin truyền thông để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, hai bên đã thảo luận và thống nhất ký kết quy chế phối hợp. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm đó là Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh Quảng Trị thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp làm tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin điện tử, phát thanh truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia. Mặt khác, hàng năm hai bên tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành tổ chức thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, lượng khách du lịch đến Quảng Trị đạt hơn 400.000 lượt trong quý 1 năm 2018. Cụ thể, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Trị trong quý 1 năm 2018 đạt 418.000 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 41.000 lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2017. Khách nội địa đạt 337.000 lượt, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2017. Khách lưu trú chuyên ngành đạt 171.000 lượt, khách quốc tế 14.000 lượt, khách nội địa 157.000 lượt. Tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội đạt 360 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, doanh thu lưu trú lữ hành đạt 87 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ huyện Vĩnh Linh và huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt 10 năm ký kết chương trình kết nghĩa giai đoạn 2008-2018. Trong 10 năm qua, tuổi trẻ hai huyện đã triển khai phối hợp thực hiện được 7 hoạt động cấp huyện như đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, học tập các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tổ chức sinh hoạt truyền thống, hội trại, giao lưu văn hóa văn nghệ, xây dựng nhiều công trình thanh niên mang ý nghĩa giáo dục truyền thống như bia tưởng niệm thiếu nhi hy sinh trong chiến dịch K8, bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh khi tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ. Đến nay đã có 13 xã, thị trấn của huyện Vĩnh Linh tổ chức các hoạt động kết nghĩa với các cơ sở đoàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện và hai huyện đoàn huyện Tân Kỳ, Vĩnh Linh đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng để tuổi trẻ hai huyện có thêm điều kiện đồng hành, sát cánh cùng nhau trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Thực tế, canh tác nương rẫy truyền thống của đồng bào dân tộc miền núi huyện Đắk Rông chỉ ổn định trong khi diện tích rừng tự nhiên còn lớn, chưa có sức ép về dân số và chưa có sự cạnh tranh về việc sử dụng, sở hữu quỹ đất và rừng. Chương trình quy hoạch vùng sản xuất và sự chuyển đổi nhận thức của bà con từ chương trình này đã tác động tích cực đến ý thức của người dân. Tại xã Ba Nang, hiệu quả từ hơn 200 hectare rừng được chuyển đổi sản xuất, bà con đồng bào rất tin tưởng, phấn khởi và yên tâm sản xuất, canh tác. Anh Hồ Văn Thìn, thôn A La, xã Ba Nang, đã bao nhiêu năm trồng sắn trên diện tích đất khai hoang. Đất dần bạc màu nên sắn hiệu quả thấp. Anh chuyển qua trồng ngô rồi đột tiếp những diện tích rừng lân cận. Nhưng rồi thu hoạch cũng bấp bênh. Không kể đã nhiều lần rừng nguyên sinh xung quanh cũng bị cháy lèm, bị kiểm lâm địa bàn nhắc nhở. Từ chủ trương quy vùng sản xuất, anh Thìn đã trồng lại rừng trên diện tích khai hoang. Chỉ gần 3 năm trồng mà cây đã phát triển rất tốt. Anh tin vào hiệu quả rừng trồng, vào hiệu quả thu hoạch chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa. Tôi thấy thì qua chuyển đổi trồng rừng á, thì phải nói rằng là rất là hiệu quả. Tại vì hiệu quả là gia đình tôi đã trồng rồi. Hiện giờ là 9 hecta rừng tràm. Mà thấy là cái trồng xong á, là phát triển rất tốt. Và khi mà cây trưởng thành rồi á, là mình bán cũng được nhiều tiền. Như là gần đường á thì tầm 30 triệu một hecta. Chủ trương quy vùng sản xuất tại huyện Đắk Rông được thực hiện thông qua việc thay đổi phương thức canh tác nương rẫy, ưu tiên trồng rừng trên những diện tích nương rẫy sản xuất kém hiệu quả và nhất là định vị quy hoạch vùng sản xuất đang được hạt kiểm lâm huyện Đắk Rông tích cực phối hợp với chính quyền địa phương xã Ba Nang thực hiện nhiều năm nay. Qua đó đã tạo ra bước đột phá lớn nhằm thay đổi tư duy tập quán và cung cách làm ăn lâu nay đối với bà con các dân tộc thiểu số. Về cái nhận thức của bà con hiện nay thì việc là
quy đổi cái rừng sản xuất thì cũng là bà con cũng rất là phấn khởi, vì thứ nhất là tạo được cái nguồn thu. Trước đây bà con chủ yếu là khi chuyển đổi là họ là từ cái rừng tự nhiên họ phát xong cái là họ trồng lúa, mà bữa nay thì họ chuyển sang trồng ngô thì họ sẽ thấy cái trồng ngô là có cái năng suất là cao hơn so với trồng lúa. Đấy, cho nên bà con có cái ý thức và cũng là mạnh dạn cái là chuyển đổi. Chủ trương và chính sách về phát triển kinh tế cho bà con các dân tộc ở miền núi, các xã thuộc huyện Đắk Rông nói riêng và Quảng Trị nói chung, trong đó có việc quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy là công việc cần thiết. Bởi đó không chỉ nhằm tổ chức lại sản xuất, khai thác hết tiềm năng đất đai của huyện, bảo vệ môi trường sinh thái, mà điều quan trọng là tiến dần đến chấm dứt nạn phá rừng làm nương rẫy. Đây là nhân tố lớn và là nền tảng quan trọng để góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng cao Quảng Trị. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện đoàn Triệu Phong tổ chức khánh thành công trình sân chơi trẻ em tại thôn Đồng Bào, xã Triệu Sơn. Với vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, Ban Thường vụ huyện đoàn Triệu Phong đã tích cực vận động các tổ chức cá nhân đóng góp nguồn lực để xây dựng công trình thanh niên sân chơi cho trẻ em tại thôn Đồng Bào, xã Triệu Sơn. Công trình được thực hiện bằng các vật liệu bền, chắc, được trang trí màu sắc đẹp mắt, phối cảnh sinh động, phù hợp với tâm lý của lứa tuổi thiếu nhi. Kích thước của các thiết bị vui chơi như bập bênh, xích đu, cầu thang bằng được lắp ráp đảm bảo an toàn. Thời gian tới, huyện đoàn Triệu Phong tiếp tục kêu gọi xã hội hóa để xây dựng các điểm vui chơi ở các địa phương khác trên địa bàn toàn huyện. Huyện đoàn Cam Lộ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh vừa tổ chức tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động và du học cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Tại buổi tư vấn, đông đảo đoàn viên thanh niên được các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng tư vấn về định hướng nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động trong nước, thị trường lao động xuất khẩu, lao động trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á, về điều kiện tham gia, mức thu nhập và thời hạn, cũng như các thông tin về du học cho các học sinh sinh viên. Đây là hoạt động bổ ích giúp cho đoàn viên thanh niên thay đổi nhận thức về học nghề, lập nghiệp, lựa chọn công việc phù hợp để lập thân, lập nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp là một hành trình, trên con đường này sẽ có không ít thử thách đón đời, đặc biệt với thanh niên. Vì vậy, việc nắm bắt kịp thời mong muốn nguyện vọng của tuổi trẻ để làm cầu nối, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp bằng các hình thức tổ chức diễn đàn, đối thoại là cách làm thể hiện tính năng động, sáng tạo mà tổ chức đoàn cần có để quy tụ được sức mạnh của tuổi trẻ. Hơn thế, hoạt động còn giúp chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể hiểu được thanh niên đang cần gì và cần làm gì để giúp thanh niên. Chuyên đề khởi nghiệp hôm nay có một số ghi nhận từ diễn đàn thanh niên Giao Linh trên hành trình khởi nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phần trình bày của Như Quỳnh. Thưa quý vị và các bạn, tháng 3, tháng thanh niên, thay vì tổ chức các hoạt động tọa đàm quen thuộc mang tính lễ lạt để thu hút thanh niên, thì huyện đoàn Giao Linh đã mạnh dạn nhìn thẳng vào nhu cầu cần được lắng nghe, chia sẻ của thanh niên bằng việc tổ chức diễn đàn đối thoại thanh niên Giao Linh trên hành trình khởi nghiệp. Hoạt động đã làm nhịp cầu nối, khơi thông những ý tưởng làm giàu của tuổi trẻ huyện nhà. Sau đây là một số ghi nhận của chúng tôi. Diễn đàn thanh niên Giao Linh, hành trình khởi nghiệp được khởi động bằng những cam kết đầy trách nhiệm, tâm huyết của lãnh đạo huyện Giao Linh, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại và bàn biện pháp giải quyết những chia sẻ, mong muốn của tuổi trẻ huyện nhà. Với tinh thần đó, hơn 200 bạn trẻ đến từ các địa phương trong toàn huyện, từ các xã miền núi như Do Sơn, Hải Thái, Do An đến miền biển Trung Giang, Cửa Việt, Do Hải đã mạnh dạn đề đạt ý kiến trên nhiều lĩnh vực liên quan đến khởi nghiệp và chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Những ý kiến có thể khác nhau về vấn đề hỗ trợ vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật, nhưng điểm chung mà không khí của diễn đàn mang lại đó là sự mạnh dạn, thẳng thắn, tràn đầy khát vọng làm giàu của tuổi trẻ Giao Linh. Tại cái diễn đàn hôm nay thì theo tôi thì tôi thấy rất ý nghĩa đối với tuổi trẻ toàn huyện nói chung và những người làm công tác khởi nghiệp nói riêng. Và đây thì được trao đổi cũng như chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo huyện cũng như các đồng chí khách mời đã giúp cho thanh niên khởi nghiệp biết được những cái vấn đề về khởi nghiệp cũng như là định hướng trên đường khởi nghiệp. Và qua đó thì
tạo điều kiện cho thanh niên có cái động lực nhiều hơn trong vấn đề khởi nghiệp và giúp cho thanh niên phát triển kinh tế trong thời gian tới. Trong phần đối thoại của cái buổi diễn đàn thanh niên cho linh hành trình khởi nghiệp sáng hôm nay thì tôi thấy có rất nhiều nội dung rất phong phú, bổ ích và rất quan trọng, nhưng mà phần có thể để lại ấn tượng nhất trong chúng tôi đó là cái phần bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm. Thì có thể nói rằng là tôi nhận thấy đấy là một sự rất cần thiết, tại vì nó trẻ tạo cho chúng tôi sự tự tin hơn trong các tiêu thụ sản phẩm của mình làm ra. Và thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho chúng tôi không còn cái cảm giác lo lắng như trước nữa, giúp cho thanh niên của Gió Linh chúng tôi là sẽ tự tin, mạnh dạn và sẽ quyết tâm làm giàu trên chính quê hương của mình. Sau gần 4 giờ đồng hồ, diễn đàn thanh niên Gió Linh trên hành trình khởi nghiệp khép lại với gần 20 ý kiến, đề xuất của thanh niên được trao đổi, giải đáp. Trong đó có 8 vấn đề được trả lời với giải pháp giải quyết rất cụ thể ngay tại diễn đàn. Có 4 mô hình kinh tế tổng hợp của thanh niên được trao vốn đầu tư với 50 triệu đồng một mô hình. Đó là những kết quả thực sự rất ấn tượng cho một diễn đàn đối thoại về khởi nghiệp lần đầu tiên được tổ chức. Tuy nhiên, với những thanh niên Gió Linh và cả những lãnh đạo, ngành chức năng địa phương, kết quả mang lại từ diễn đàn là nhiều hơn thế. Bởi giữa họ đã tìm thấy được tiếng nói chung vì mục tiêu phát triển, vì khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đã được ghi nhận, khơi thông và hỗ trợ thực hiện. Phải nói rằng là qua cái diễn đàn đối thoại hôm nay, tôi thấy rằng là cái mong muốn lập nghiệp của đoàn viên thanh niên rất là lớn. Và qua đây cũng giúp cho chúng tôi định hướng được những cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương mà các bạn đoàn viên thanh niên đã đặt ra. Tôi nghĩ rằng sau phiên đối thoại này, không những giúp cho đoàn viên thanh niên, mà đoàn viên thanh niên cũng sẽ giúp và đồng hành của chúng tôi trong cái phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng các mô hình lợi thế tiềm năng của từng địa phương mà do thanh niên làm chủ. Phải nói rằng kết quả đầu tiên có thể nhận thấy rằng đó là cái nhận thức của thanh niên được chuyển biến thông qua cái việc là được truyền lửa của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị của cái mô hình có hiệu quả trên địa bàn trong thời gian vừa qua, và với những cái cách làm, với những bước đi và của các anh đi trước đã truyền lửa cho thanh niên. Và cái thứ hai nữa đó là thông qua diễn đàn thì cũng các bạn thanh niên có phần nào được tháo gỡ những cái khó khăn, những cái chính sách đang vướng mắc trong quá trình là phát triển kinh tế bản thân tại quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình xây dựng quê hương, trong đó có lĩnh vực khởi nghiệp, muốn đi đến thành công, ngoài chủ trương chính sách phù hợp, còn phải có sự chung sức đồng lòng. Thời gian qua, chúng ta thường nghe nói đến thực trạng trên nóng, dưới lạnh. Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi nghĩ rằng cần bắt tay vào những việc làm cụ thể như huyện đoàn Gió Linh. Và hơn thế, không chỉ là vào dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn, mà phải coi đây là một việc làm thường xuyên ở mọi ngành, mọi cấp. Có như vậy, tinh thần quyết liệt, cảm hứng khởi nghiệp mới được lan tỏa và đi vào đời sống xã hội. Chuyên đề khởi nghiệp đến đây xin tạm dừng. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Hiện nay, một thực tế đang gặp phải đối với những bệnh nhân bị bệnh lao chính là che giấu tình trạng bệnh do bị cộng đồng kỳ thị. Điều này khiến cho người bệnh không chủ động đến cơ sở y tế chữa trị hoặc không được phát hiện sớm, dẫn đến khó điều trị. Chính vì vậy, chống kỳ thị với người bị bệnh lao là một trong những vấn đề mà ngành y tế đang thực hiện nhằm góp phần làm tốt công tác phòng chống bệnh lao trong cộng đồng. Một buổi truyền thông về bệnh lao vừa được Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh phối hợp với Chi đoàn Sở Y tế và Trường Trung học Cơ sở Linh Thường, huyện Gio Linh tổ chức. Tại đây, các chuyên gia y tế đã thông tin rõ hơn về nguyên nhân, dấu hiệu, cách điều trị bệnh lao. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc chống kỳ thị đối với người bị bệnh lao nhằm góp phần điều trị sớm cho bệnh nhân và chủ động phòng chống bệnh lao tốt hơn trong cộng đồng. Buổi truyền thông hôm nay đã giúp tôi hiểu hơn về bệnh lao, dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân bị bệnh và cách điều trị. Khi hiểu biết hơn, tôi sẽ về cùng tuyên truyền với bà con trong thôn, tuyên truyền cho các cháu hãy cùng bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh lao. Bệnh lao sẽ được chữa khỏi, chúng ta phải biết để không kỳ thị với người bị bệnh lao. Cùng với truyền thông, ngành y tế đặc biệt quan tâm đến công tác điều trị bệnh nhân lao. Việc phòng chống lao, điều trị bệnh lao, không phân biệt kỳ thị với bệnh nhân lao, trước hết phải kể đến sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.
mới đưa vào hoạt động 3 năm nhưng số người đến điều trị đã tăng dần qua các năm. Riêng năm 2018 này, dự kiến có khoảng 900 bệnh nhân đến điều trị, tăng hơn 30% so với năm 2017. Tỷ lệ thất bại và bỏ điều trị khoảng dưới 5% bệnh nhân. Để điều trị và phòng chống bệnh lao thì lời khuyên của các chuyên gia y tế chính là người bệnh phải tuân thủ phác đồ điều trị, cộng đồng không nên kỳ thị, xa lánh mà xem đây là một bệnh xã hội thông thường. Tổ chức tốt cái mạng lưới chống lao từ tuyến tỉnh đến huyện đến xã để thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà phòng chống lao tại các cái cơ sở y tế theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Đối với bệnh nhân thì theo chúng tôi nghĩ rằng là bệnh nhân phải hợp tác tốt với người thầy thuốc, phải kiên trì điều trị khỏi, và đối với cộng đồng thì không nên kỳ thị bệnh nhân lao. Và khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta gần gũi và đồng thời là tham gia tích cực vào công tác phòng chống lao. Hưởng ứng ngày phòng chống lao thế giới 24 tháng 3 năm nay, Việt Nam chọn chủ đề lãnh đạo cam kết hành động vì một Việt Nam không còn bệnh lao, một lần nữa nhấn mạnh sự vào cuộc của những người đứng đầu, không chỉ của các cơ sở y tế mà ngay cả chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc vào cuộc của cả cộng đồng, không kỳ thị đối với bệnh nhân lao. Đó là cách để cùng huy động sự vào cuộc của toàn xã hội, chung tay phòng chống, sớm đẩy lùi bệnh lao trong cộng đồng. Các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, huyện đảo Cồn Cỏ vừa tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 gồm đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tại các địa phương. Việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài Thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào tập thể dục 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2018. Thông qua việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sẽ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập, lao động và sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và chung tay xây dựng nông thôn mới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.